quan điểm sống mà để có thể phát triển giá trị tiềm tàng của mình hơn, đấy chính là nếu như bạn không còn những tài sản bạn sở hữu nữa, bạn không còn thẻ đen trong ngân hàng nữa, lúc đấy bạn là ai? Mình chỉ là một cô gái bé nhỏ trong thế giới to lớn này, có rất là nhiều thứ mà phải theo thời gian, thậm chí là hàng năm trời, để có thể trải nghiệm và đưa ra được những bài học cho riêng mình. Và đây là quan điểm sống của mình, và cũng là cách mà mình xây dựng và nuôi dưỡng giá trị của bản thân mình. Đầu tiên, đấy chính là cuộc đời của chúng ta không nên gói gọn trong suy nghĩ của người khác. Khi mà chúng ta lắng nghe những lời khuyên hay là những video trên mạng, đặc biệt là những cái video ngắn mà các bạn xem bây giờ rất là nhiều, thì chúng ta chỉ nên xem, nghe và tham khảo. Bản thân các bạn cần phải có những quan điểm sống riêng và cần phải có một cái màng lọc để biết được rằng là điều gì nó đúng với mình, điều gì nó chưa đúng với mình. Những gì mà chúng ta nghe được, chúng ta biết được của bất kỳ ai trong cuộc sống này, nó chỉ là một ý kiến. Và đôi khi những gì mà chúng ta thấy ấy, nó không phải là thực tế mà nó chỉ là một góc nhìn. Đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng liệu ở đâu mới là sự thật, đâu mới là sự thật trên cuộc đời này, thì nó vẫn là câu hỏi muôn thuở. Và thậm chí là có rất là nhiều sự tranh cãi trên thế giới này vì rất là nhiều định nghĩa. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng thì cuộc sống của chúng ta không nên gói gọn vào bất cứ một suy nghĩ hay là một định nghĩa của một ai đấy. Nếu như các bạn cảm thấy là các bạn không thích theo đạo, các bạn vô thần, không sao hết, các bạn hãy cứ sống theo suy nghĩ của các bạn. Các bạn không cần phải giống bất kỳ ai cả. Không có ai có thể hiểu được cái hoàn cảnh mà bạn đang trải qua. Có thể những cái lời khuyên hay là những bài học họ chia sẻ, nó đến từ chính trải nghiệm sống của cái người đấy. Cũng giống như San thôi, khi mà mình chia sẻ những điều này, có lúc các bạn cảm thấy đúng, có lúc các bạn lại không cảm thấy đúng. Tại vì có thể nó đúng với San, nó chưa chắc nó đã đúng với các bạn. Vậy nên là tất cả mọi thứ thì hãy chỉ xem như là một ý kiến và cố gắng để nhìn mọi thứ theo nhiều góc nhìn khác nhau hơn. Quan điểm thứ hai, đó chính là mình sẽ không cố gắng để xuất hiện ở tất cả mọi nơi, mà mình chỉ có mặt ở nơi cần mình, ở nơi nào mà họ thực sự cần mình. Đấy là lý do vì sao mà các bạn thấy bản thân San làm công việc là một người sáng tạo nội dung, nhưng mà không hẳn là mình xuất hiện ở rất là nhiều nơi, không hẳn là mình đi event nhiều, hay là mình xuất hiện ở các bài phỏng vấn hay là những bài báo nhiều. Tại vì mình nghĩ rằng là đôi khi mình sẽ cần phải nói không với những điều mà mình cho rằng là mình chưa phù hợp lắm. Mình sẽ cần phải lựa chọn những nơi nó phù hợp để đặt mình ở trong đấy. Thậm chí là các bạn thấy là những brand mà mình hợp tác, nó chỉ là một phần nhỏ trong tổng số những brand mà đã gửi lời mời hợp tác. Tại vì mình sẽ cần phải lựa chọn những ai thực sự cần mình, họ coi trọng giá trị của mình, coi trọng sự đóng góp của mình và coi trọng sự có mặt của mình. Cũng tương tự như các mối quan hệ trong cuộc sống, thì đương nhiên mình sẽ không bao giờ tới nếu như không được mời. Và nếu như nó là một cái lời mời phút chót lúc 9 giờ sáng thì mời ăn trưa vào lúc 12 giờ thì thường đa phần là mình sẽ từ chối. Tại vì mình cảm thấy rằng họ không có một cái kế hoạch ngay từ đầu để có sự xuất hiện của mình, mà chỉ đơn giản rằng là thấy tiện, một phương án dự trù vậy đó, thì mình cũng sẽ không đồng ý với những sự gặp gỡ như vậy. Mình cho rằng việc mà mình đặt mình xuất hiện ở đâu nó rất là quan trọng. Vậy nên là không hẳn tất cả những cuộc vui, tất cả những lời mời mình đều sẽ nhận. Bởi vì biết được giá trị của mình, vậy nên là mình chỉ xuất hiện ở những nơi mình cảm thấy là nơi đấy xứng đáng để mình có thể dành thời gian. Nên là đôi khi các bạn đừng có sợ cô đơn mà đến với những cuộc hẹn mà bạn không được chào đón. Cảm giác đấy nó rất là tệ khi mà đến đấy và lạc lõng. Quan điểm sống mà để có thể phát triển giá trị tiềm tàng của mình hơn, đấy chính là không chỉ đón nhận thử thách mà đôi khi còn phải tạo ra thử thách. Gần đây thì San có đi trekking ở hang động lớn thứ ba thế giới, đấy chính là hang Én. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình trekking. Nó là một thử thách, với mình là như vậy. Tại vì từ trước giờ thì mình cũng không phải là một người hay tham gia những chương trình hơi mạo hiểm, mà trekking thực ra nó cũng khá là mạo hiểm. Nó cũng sẽ cần thể lực rất là nhiều. Khi mà trải qua cái chuyến trekking đấy thì nó kéo dài khoảng 22 km, cả đi cả về. Đương nhiên là các bạn biết không, sau khi đi về thì mình đã bị sốt 38,5 độ, và mình cũng đã bị hụt hơi rất là nhiều. Cho đến bây giờ là sau một tháng rồi, mình vẫn cảm thấy là hơi bị hụt hơi. Nhưng mà sau cái chuyến đi đấy, sau cái thử thách đấy, thì mình cảm giác như là mình được giải phóng cơ thể của mình hơn ấy. Mình cảm thấy là mình vượt qua được một cái rào cản nào đấy mà mình dành cho chính mình. Trekking 22 km dưới trời nắng, tôi có thể làm được điều đấy không?
Đó, nhưng mà chuyến đi cho mình gần gũi hơn với thiên nhiên, những cái cảnh đẹp ở Quảng Bình và thưởng thức cà phê ở trong hang, cái cảm giác ngủ lại ở hang, rồi là đón bình minh, rồi là khám phá những vẻ đẹp ở trong hang, những dấu ấn của lịch sử, nhìn những đàn chim én bay về ở trong hang, rồi là những người mà mình gặp, những người mình trò chuyện cùng, rồi là câu chuyện của họ. Việc tạo ra những thử thách mới như vậy, nó khiến cho chúng ta nạp thêm rất là nhiều điều mới trong cuộc sống. Thay vì là chúng ta cứ trải qua cuộc sống hàng ngày như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần có nhiều sự thay đổi hơn. Mà đôi khi ấy, cuộc sống không đưa đến cho chúng ta những cơ hội, thì chúng ta sẽ tự tạo cơ hội và tự tạo ra thử thách. Mình là rất là hay tự tạo ra thử thách. Đôi khi thì mình đi du lịch một mình, đôi khi thì mình thử làm cái điều gì đấy mới, như là trekking, hay là những dự án rất là khó nhằn mà mình không chắc là mình có thể thực hiện được, thì mình đã vượt qua nó. Và cái cảm giác vượt qua đấy, nó sẽ gọi là giúp chúng ta có thể mở ra nhiều hơn những cơ hội sau này. Khi mà chúng ta tạo ra thử thách như vậy và vượt qua nó, dường như chúng ta sẽ mở được cái điều gì đấy ở bên trong mà khiến chúng ta sẵn sàng có thể đón nhận những thử thách mới nhiều hơn. Sơn nghĩ rằng đấy là một cách rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể phát triển hơn. Đấy chính là tự tạo ra thử thách. Và một điều rất là quan trọng đấy chính là mình thì không muốn mình phải 10 điểm ngay lập tức, hay là phải được tuyệt đối. Mà ngay cả khi mình chỉ được 5 điểm thôi, mình vẫn sẽ cố gắng và nỗ lực. Mình nghĩ rằng là nếu như cuộc sống này tất cả mọi người đều được 10 điểm, thì điểm 10 đấy có hẳn là điểm tuyệt đối hay không? Mình chấp nhận mình là một con người bình thường và mình không hoàn hảo. Mình có thể cố gắng, nhưng mà ở một khía cạnh nào đấy thì mình sẽ không bao giờ bằng một ai cả. Ấy vậy mà mỗi con người chúng ta sẽ có rất là nhiều những khía cạnh khác nhau. Mình sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nếu như mình khám phá cuộc sống này dưới góc nhìn một cách đa chiều, một cách rộng rãi, một cách thoải mái hơn, thoáng đãng hơn. Không nhất thiết làm cái gì cũng phải được tuyệt đối hay là phải là giỏi nhất, mà chỉ đơn giản là mình rất là thưởng thức cái quá trình mà mình đi trong cái chuyến đi đấy, trong cái hành trình phát triển của mình. Ví dụ như mình là một đứa khi mà mình đi tập yoga ấy, thì mình thường xuyên là học sinh cá biệt trong cái lớp đấy. Có rất là nhiều động tác rất là khó và mình không làm được. Nhưng mà mình rất thích cái khoảng thời gian mình ở trong lớp. Mình muốn được cùng tập với mọi người. Vậy nên là mình cứ tham gia thôi. Mình cũng không nhất thiết đi tập là cứ phải là học sinh giỏi nhất, hay là cứ phải là người tốt nhất và phải theo kịp tất cả mọi người. Không theo kịp thì từ từ rồi theo. Mình cứ làm theo đúng những gì mình muốn. Nếu như mình thích tập thì mình tập, mà mình mệt quá thì mình nghỉ một chút rồi mình tập tiếp. Vậy đó, mình không quá áp lực với bản thân rằng là tôi phải luôn luôn đứng nhất, tôi phải ở trong cái ngành này, tôi phải là số 1. Mình biết điều đấy sẽ giúp mình kiếm nhiều tiền. Ví dụ như ở trong ngành gọi là content của mình đi, đứng thứ nhất thì bạn sẽ được rất là nhiều tiền đến từ các hợp đồng quảng cáo, rồi là đến từ rất là nhiều những dự án khác nhau, hay là bạn có rất là nhiều người follow, các bạn có thể truyền tải nhiều nội dung ý nghĩa, đúng không? Sơn biết cái điều đấy, nhưng mà mình cũng biết khả năng của mình có hạn. Và mình cũng không muốn kiểu so sánh theo những con số, mà thực ra những cái giá trị đem đến cho một ai đấy nó không hẳn là xuất phát từ các con số, mà nó có nhiều những cái thứ khác mà không thể nào đánh giá được bằng những con số. Cái sự ảnh hưởng nó có sâu sắc hay không thì nó còn là việc bạn tạo ảnh hưởng đến người khác ở mức độ như thế nào nữa, chứ không phải là cái video của bạn có bao nhiêu người xem. Không phải là bạn có càng nhiều người xem thì nghĩa là bạn chạm đến mọi người một cách sâu sắc. Thì Sơn chỉ đơn giản rằng mình rất là tận hưởng quá trình mà mình làm. Mình vẫn sẽ cứ tiếp tục làm và chia sẻ những nội dung mình cảm thấy hay. Mình biết là có nhiều khi công việc các bạn sẽ rất là áp lực, đòi hỏi các bạn phải luôn luôn duy trì một cái mức KPI, một cái mức doanh thu cao hơn, cứ năm nào cũng phải cao hơn. Nhưng mà rõ ràng là mọi thứ đều bắt đầu từ con số không. Không có doanh nghiệp nào mà bắt đầu là đã có tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số không. Miễn là các bạn cứ tiếp tục, cứ nỗ lực cố gắng, kể cả khi các bạn không được điểm 10. Một quan điểm này mình nghĩ rằng nó rất là hay. Có thể là mọi người bảo là vô tư, mình không biết, nhưng mà mình không dùng năng lượng để ghét một ai hết. Mình thấy là nó rất là lãng phí thời gian. Đương nhiên mình biết rằng có thể là khi chúng ta chia tay hay là chúng ta từ bỏ một mối quan hệ nào đấy, có thể chúng ta nghĩ rằng mình ghét họ, mình đay nghiến họ. Nhưng mà thực ra lúc đấy chúng ta chỉ đang bị tổn thương. Chúng ta bị tổn thương, người mà chúng ta từng rất là yêu quý bây giờ không còn ở bên cạnh. Từ tình yêu chuyển sang ghét một cách rất là nhanh chóng, kiểu như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ ngồi đấy và ghét thì bao giờ chúng ta mới sống cuộc sống của mình?
Hay là khi mà bạn cảm thấy một ai đấy hơn mình, một ai đấy giỏi hơn, hoặc chỉ đơn giản là nhìn họ rất là chướng mắt, họ không phải là cái gu của bạn, họ quá là điệu, hay là họ quá là mạnh mẽ, hay là họ không đúng theo cái ý bạn muốn, thì bạn có thể gọi là ghét họ. Và thậm chí là các bạn tạo những cái group để có thể bàn luận về họ, nói xấu với họ. Thì Sun nghĩ rằng là đấy là những thứ chúng ta đang làm khá là hao tổn năng lượng và lãng phí thời gian của chính chúng ta. Tại vì rõ ràng là chúng ta có thể dành thời gian đấy cho những người mà mình yêu thương, để có thể nuôi dưỡng thêm tình yêu xung quanh mình. Ví dụ như mình thì tại vì 24 giờ của mình ngoài công việc rồi là yêu đương rồi hẹn hò này kia, thì mình còn thời gian cho bạn bè, rồi còn thời gian cho chính mình, đọc sách rồi là chơi thể thao. Mình cảm thấy có rất là nhiều thứ để làm thay vì là cầm điện thoại lên và gọi là sờ tóc những người mà chúng ta ghét. Nếu như mà bạn đang có thói quen rằng là suốt ngày dùng điện thoại để có thể stalk người yêu cũ hay là stalk những người mình ghét, và sau đấy thì dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về họ, thì chúng ta đang rất là lãng phí thời gian. Và khi mà chúng ta lãng phí thời gian, lãng phí năng lượng, điều đấy đồng nghĩa với việc chúng ta đang lãng phí giá trị thực sự của cuộc sống. Chúng ta đang lãng phí nó cực kỳ luôn. Nên là không nên dành năng lượng để ghét mà hết. Nếu như bạn ghét ấy, điều tuyệt vời nhất đó chính là bạn quên người ta đi, bạn lơ người ta luôn, và bạn dành cái tình cảm, tình yêu của bạn để cho những người bạn yêu thương. Nó sẽ giúp cuộc đời của bạn trở nên giá trị hơn, đáng yêu hơn rất nhiều hơn. Có một quan điểm khá là hay mà mình đọc được trong cuốn sách dạo gần đây, đó chính là hãy coi hạnh phúc như là tôn giáo của bạn. Nghĩa là nếu như bạn là chủ nghĩa vô thần, bạn hãy xem hạnh phúc là tôn giáo của bạn, là niềm tin của bạn, là tiêu chuẩn sống của bạn. Nếu như bạn đang hạnh phúc thì nghĩa là bạn đang làm đúng. Còn nếu như bạn đang không hạnh phúc thì có thể có một điều gì đấy đang sai. Và nếu như vậy thì bạn giải quyết được khá là nhiều những vấn đề trong cuộc sống đấy. Ví dụ như bạn đang rất là yêu một người nào đấy nhưng bạn thấy mình vô cùng đau khổ, thì mình nghĩ rằng có thể bạn đang sai, bạn đang yêu sai. Có thể bạn đang không yêu đúng người, hoặc là cả hai yêu nhau không đúng cách. Thì chúng ta sẽ cần phải tìm cách để cùng nhau sửa, hoặc là tìm kiếm những điều phù hợp hơn. Mọi thứ khác không quan trọng và không liên quan. Hãy coi hạnh phúc như là một kim chỉ nam trong cuộc sống, để các bạn có thể lựa chọn ra những mối quan hệ phù hợp, công việc phù hợp, những lối đi phù hợp, những mục tiêu phù hợp, và xây dựng cuộc sống như bạn mong muốn. Có nhiều người kiếm rất là nhiều tiền nhưng mà áp lực lắm, trằn trọc hàng đêm để có thể giữ được cái vị trí ở trong công ty, để có thể duy trì được doanh số cho công ty. Nhưng mà stress, mệt mỏi, không có thời gian dành cho người mình yêu. Và có thể đấy là dấu hiệu cho thấy rằng là chưa chắc nhiều tiền đã là hạnh phúc. Và đôi khi chúng ta sẽ cần phải tìm ra được là mình nên đi con đường nào, mình nên buông bỏ điều gì. Có lẽ đây là lý do vì sao đôi khi chúng ta sẽ không thể nào hiểu được vì sao có những người ngoài kia họ đang có những thứ mà bạn không có, nhưng mà họ vẫn không hạnh phúc. Với mình đây là một quan điểm thú vị. Con người chúng ta nó có những cái giá trị liên quan đến giá trị cá nhân, và cũng có những giá trị gọi là kết nối. Chúng ta đang sống trong một xã hội có thể thấy phần lớn chính là coi trọng vật chất, coi trọng bằng cấp. Sẽ rất là dễ bị coi thường nếu như chúng ta không có tiền, không có của. Cũng khá là khó để có thể cãi điều đấy, tại vì đó là thứ đang xảy ra trong cái xã hội bây giờ. Việc mà chúng ta phấn đấu để có những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống là điều nên làm. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng là chúng ta lôi những cái thứ chúng ta đạt được đấy để định nghĩa về bản thân mình. Tại vì đôi lúc ấy, nó sẽ trở thành một con dao hai lưỡi. Rằng nếu như mà bạn mất tất cả những điều đấy thì sao? Nếu như bạn không còn những điều đấy nữa thì sao? Nếu như bạn không làm công việc đấy, bạn không làm CEO, bạn không phải là một cái vị trí cao nào đấy, rồi lúc đấy bạn là ai? Lúc đấy bạn là ai? Nếu như bạn không còn những tài sản bạn sở hữu nữa, bạn không còn thẻ đen trong ngân hàng nữa, lúc đấy bạn là ai? Chúng ta vẫn hay tập trung vào những cái thành quả của một người đạt được trong công việc, hay là tài sản, vật chất, những cái thứ mà họ có. Nhưng mà chúng ta quên mất cũng có những cái giá trị khác nữa, đấy chính là giá trị trong một tập thể, hay là giá trị của họ trong một mối quan hệ. Giá trị về tình yêu thương, về sự kết nối, về sự sẻ chia, về sự quan tâm, về sự thấu hiểu. Khi mà các bạn lựa chọn một ai đấy để yêu hay là để kết nối một mối quan hệ, đừng quá đánh giá cao về những cái giải thưởng hay là những cái tiền bạc mà họ có, mà hãy thực sự xem là họ là ai, đúng nghĩa họ là ai, bằng cách nhìn nhận họ đối xử với mọi người xung quanh như thế nào.
họ đối xử với bản thân họ ra sao, họ có một nếp sống thói quen sống hàng ngày như thế nào, lúc gặp khó khăn họ đối diện với điều đấy ra sao, khi mà có những cái tranh chấp về quyền lợi thì họ ứng xử như thế nào. Họ có phải là một người biết thấu hiểu cho người khác hay là biết nhìn nhận về những khó khăn của người khác hay không? Thì có rất là nhiều thứ để chúng ta nhìn nhận về giá trị của một người. Không chỉ đơn thuần là giá trị của tôi đứng độc lập, mà còn là giá trị của chúng ta khi cùng nhau. San thấy điều này nó rất là hay. Đấy là lý do vì sao mà đôi khi chúng ta thấy rằng là một người trông có vẻ rất là giỏi giang, chưa chắc họ đã là người biết chia sẻ. Trong khi chúng ta sẽ cần một người có cả hai điều đấy. Không phải là 10 điểm tuyệt đối, nhưng mà sẽ cần phải trung hòa cả hai. Một người cũng biết tạo những giá trị của riêng họ, nhưng mà cũng phải biết tạo ra giá trị cho mọi người, cũng biết cái gọi là giá trị chung thay vì chỉ riêng mình tôi. Và vừa rồi thì San đã chia sẻ một số những điều mà San nghĩ rằng là nó là gọi là quy tắc, quan điểm sống của mình. Có thể nó sẽ không đúng với tất cả mọi người, nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta tập trung vào những điều mà nó sâu hơn chỉ đơn giản là bên ngoài, việc mà các bạn tồn tại trong cuộc sống này nó có tuyệt vời hay không, thì các bạn hãy trả lời câu hỏi đấy nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đón xem video ngày hôm nay. San sẽ quay trở lại với video được lên sóng vào tối thứ 7 hàng tuần vào lúc 8 giờ tối. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.